Rồi, hello, xin chào cô chú chị ha. Đó thì hiện tại em đang ở Ba Tri. Đó đây đang bán giùm anh chủ anh chủ nhà bộ mẹ con của chú chị. Đó con mẹ thì mẫu Bombay lùng ha, đang giữ con đực kem. Đó thì con mẹ này đang giữ con đực kem này thì lứa thứ hai của chú chị. Đó nhưng mẹ thì nói chung thì mẹ này thì kiểu mẫu rất đẹp. Đó nhưng mà con mẹ này thì anh chủ nhà có nói là cái giò trước cái đầu gối có cục bú nhớt nó lâu rồi cô chú chị. Đó, hồi còn nhỏ em, hồi còn tơ luôn, nó cũng không phát triển luôn. Đó thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả bộ mấy con này cho cô chú chị xem. Đó tứ xem video của chú chị em xin một like một đăng ký ha. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả bộ mấy con này cho cô chú chị xem. Cô chú chị, đó con mẹ thì mẫu Bombay lùng ha. Đó con mẹ này thì em đo chiều cao là 1m32. Nói chung thì đó mẹ này thì kiểu mẫu đẹp của chú chị. Đó chân móng xương sóc nè. Đó nhưng mà mẹ rúng thì rúng chiền ha, bù vú nó hết thăng không chị thấy không. Đó thì nó đang giữ con đực kem này thì lứa thứ hai. Đó con đực này thì được 3 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó con đực này thì dài đòn lực lạc ha, liên đôi cấp mình thì rất đẹp, đầu trụi luôn. Đó mẹ thì đầu trụi luôn ha, con thì cũng đầu trụi luôn cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này anh chủ nhà cũng bán giá là 35 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó con nè, đây con mẹ nè cô chú chị. Đó em quan sát thì con mẹ thì sẽ lưng nghiêm chỉnh nè. Đó con mẹ cái giò nè đến đây nè cô chú chị. Đó có cục bút nhớt nhưng mà lâu rồi ha, chú nói hồi còn nhỏ, bây giờ còn nhỏ đó. Đó xem mặt thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị, bò này thì sẽ mặt nghiêm chỉnh nè. Đó bù vú nè. Đó mẫu Bombay lùng ha, lông nhuyễn da mỏng, lúng thì lúng chiền. Đó con thì chân móng hoàn thiện, con thì không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó con thì được 3 tháng tuổi. Đó đó những bò đã rồi như thế này bên em bán cho cô chú chị mình, bên em sẽ bao lòi trong vòng 3 tháng ha. Đó nếu về có lú hí trục trặc gì của chú chị chụp hình gửi cho em, rồi bên em sẽ xin bắt bò về. Đó em hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú anh chị mình luôn. Đây con đực của chú anh chị. Đó mát sữa ha, lực lạc. Đó con đực thì xương sóc thì cũng khá to của chú chị, mới 3 tháng tuổi á mà nó dài đòn thì khỏi nói luôn. Đó đực thì cái đít nè, cái lưng của nó nè, lưng thì lưng đôi của chú anh chị. Đó mẹ thì mẫu Bombay lùng. Đó, bò này thì anh chủ nhà của nó là có chích người viêm da nó cục đồ lòi thì bà con mình về khỏi chích loại ha. Đó, đó con mẹ thì em quan sát thì mẹ thì liền một màu không lan không đốm nghe cô chú anh chị. Nó chỉ có cái chân nữa nó có cục bú nhớt à, nhưng mà lâu rồi. Đó mẹ ấy mang cái bù vú hết thằng không cô chú anh chị thấy không. Đó, con đực nè, đực tướng tá dài đòn lực lạc ha. Cái đứt cũng đực này hết nói luôn. Đó thì bộ mẹ con này có giá là 35 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Mẹ thì sẽ lưng sẽ mặt thì nghiêm chỉnh. Đây không còn cái lưng nữa nè cô chú anh chị, lưng thì lưng đôi ha, lực hết thằng không. Đó mẹ nè, nói chung thì mẫu Bombay lồng thì xương sóc nó cũng trung trung bò của chú chị, chứ không mới to như lợn Redman rồi ha, như loại Bosin đâu. Đó nhưng con mẹ là lông da, lông nhuyễn da mỏng mà, lông da bóng dọn ha. Đó cắp mình thì rất đẹp, nó dàn rúng thì rúng chiền. Nó cái lưng của mẹ hết thăng luôn nè, đây cái đít xương lưng của mẹ nè. Nó lắng giò luôn ha, lông nhuyễn nhừ nè cô chú chị. Nó biết mẹ không. Đó thì bộ mẹ con này giá là 35 triệu. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó
muốn thương lượng tiền xe tiền cộ gì đó, nhưng mà trước khi ghi hình thì nói chung thì em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đó. Con mẹ thì đang giữ con đực cam này, thì lứa thứ hai của chú chị, đực thì dài đòn thì khỏi nói luôn, đực này dài đòn khỏi nói luôn, cấp mình lực này, lưng thì lưng đôi luôn. Đó, còn đực thì em quan sát lưng thì lưng đôi luôn của chú chị. Đó, con đực này, cái dài đòn không đây, đực thì chân móng sò ha, nó chân móng hoàn thiện, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Này cái đít của nó kìa, đực thấy cái đít không, cái lưng này của chú chị, đực này cái lưng, lưng cái dài với cái đít nó bằng nhau luôn á. Gì tốn tốn như vậy nha, ra coi. Này, chú chị coi cái lưng của con đực nè, lưng thì lưng đôi nha, nó cái dài cái đít của nó bằng nhau luôn nè, nó dài đòn thì khỏi nói luôn. Đó thì bộ mấy con này chủ nhà cũng bán giá là 35 triệu. Của chú chị nào thương bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để thông tin. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em cũng gửi cho cô chú chị mình xong. Đó. Con đực không? Dài đòn lực lạc ha. Rồi thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em cũng gửi xong cho cô chú chị mình. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của hai con đực kem ha. Đó, hôm nay thì một con kem đỏ nè cô chú chị, con này thì một con kem xám. Đó, con kem xám này thì 8 tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Còn con kem đỏ bên kia thì 7 tháng mấy ha. Đó, con kem xám này em đo là chiều cao 1m23. Con bên kia thì cao 1m19 cô chú chị. Đó, kem đỏ đó thì 1m19 ha. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này cứ liên hệ số điện thoại em để màn hình. Nói chung thì hai con này thì xương sóc, thì xương sóc to luôn cô chú anh chị. Cáp mình thì rất đẹp ha. Ngay đít nè. Đó. Con này thì lứa bò nè cô chú anh chị, 8 tháng mấy tuổi nè. Nó xương sóc nè. Đó thì em quan sát thì hai con thì không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đây con này thì đầu trụi nè cô chú anh chị, mặt ngoài nè. Nó kem xám ha. Đó, tướng tá lực lạc dài đòn. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Đây xương sóc nè cô chú anh chị, móng thì móng sò không ha. Đó xương sóc thì khá to. Móng sò cùm đứng thẳng. Đây đít nè. Lưng nè cô chú anh chị. Đó cũng đít nở dài nở ha. Nó này kem xám. Đây con này mới lực dữ nữa nè. Đây cái lưng của nó nè cô chú anh chị. Đó, thấy cái lưng hết biết không? Lưng thì lưng đôi ha. Con lưng hết biết luôn. Đó. Thì bò này chủ nhà nó là có chích người diêm da nó cục rồi. Thì bà con mình về khỏi chích lại ha. Đó mặt mày nè, con này thì có lú sừng nè cô chú anh chị. Con này thì cắp mình nó quá đẹp luôn nè. Đó, xương sóc thì khá to luôn nè. Đó, móng sò cùm đứng thẳng ha. Đó thì hai con bò này anh chủ nhà cũng bán giá là 43 triệu. Đó giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú anh chị. Nói chung thì bò này thì rất đẹp. Hai con thì đều rất đẹp ha. Cấp mình của nó này cô chú anh chị coi nè. Đó con này thì chiều cao 1m19. Có vàng ngực của nó này cô chú anh chị. Đây hai chân trước nè. Đó, hai con bò này bốn móng thì móng sò không nè. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Con này thì 7 tháng mấy ha, con kia thì 8 tháng mấy. Nó cắp mình nó quá đẹp luôn cô chú anh chị. Nó đít nở dai nở nè. Đây hai chân sau nè. Đó cô chú anh chị thấy không? Xương sóc thì to ha. Lực lạc nè. Đây cái đít của nó nè. Đó. Thì chiều cao của nó là 1m19, còn con kia là chiều cao 1m23. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Con nào con lấy cái đít nè cô chú anh chị thấy hết thằng không? Đây cấp mình nè, con này dài đòn khỏi nói luôn. Nó xương sóc to cấp mình khỏi nói luôn cô chú anh chị. Đó, con này thì kem xám ha. Nó dòng kem xám này thì mình nuôi nó mau lớn khỏi nói luôn, xương sóc nó nè. Đó, hai con này thì F1 không nghe cô chú anh chị. Đó giá là 43 triệu.
đó, giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú anh chị. Nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng sát giá với bà con mình hết rồi. Đây mặt mày nè, nó mặt vắng ha, những chậu phía sau nè, hai con đều mặt vắng nha cô chú anh chị. Đây hai chân trước nè, hết biến dịch xương sóc không đó. Đít thì khỏi nói luôn cô chú anh chị. Cấp mình dài đòn tướng tá nữa ha, vuông bò ha, lực lạc đó. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em theo tin số chủ nhà, cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp. Nó đít con nào con nấy nè, hết biết không. Đây con này cái đít này. Đó săn lưng của nó nè cô chú anh chị, cái lưng hết biết không, lưng thì lưng đôi ha, cái lưng nè đó. Mình bỏ chơi luôn đó. Cái mình con bò này nè rất đẹp nè cô chú chị đó. Thì bà con nào muốn mua hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em thêm tin số chủ nhà, cho chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó giá là 43 triệu hai con bò này. Giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú anh chị. Đó, tướng tá con nào con nấy lực lạc không. Cấp mình khỏi chơi ha, dài đòn. Đó. Nói chung thì thời điểm này thì bò rẻ mấy triệu con nè. Đó, bà con nào muốn mua bò chú bé thì hiện tại lúc này mình mua lời được mấy triệu con cô chú anh chị. Con bên kia cấp mình cũng rặn chẳng đẹp ha. Đó, hai con này cấp mình khỏi chơi luôn, tướng tá lực lạc. Con này, cái dần ngực nó khỏi nói luôn đó. Thì bà con nào mua thì nếu hai con một con thì có gì em tạo điều kiện em ghép xe cho bà con mình đổi tiền phí xe ha. Đó chung thì giờ dùng ý tỉnh nào em cũng ghép xe cho bà con mình hết, thì bà con cứ ưng cứ điện cho em đó. Tướng cái đích của nó hết biết không, sằng lưng khỏi nói luôn cô chú chị. Mấy con kem xám móc nè, con này cái đít cũng hết thăng luôn. Cấp mình của nó nè, dài đòn thấy không, tướng tá nè, nó vuông bò đẹp ha. Chung hai con này thì xương khớp to các chú anh chị. Đó, nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì bà con nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó giá là 43 triệu, giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe của chú chị. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai đực này em gửi đến xong của chú chị rồi. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video ha, xin chào của chú chị. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cho cô chú chị mình hình ảnh của ụ mẹ con ha. Đây con mẹ, mẹ xin của chú chị. Đó thì mẹ này đang giữ con đực kem này thì lứa thứ năm nè. Đó nhưng mẹ này mẹ dòng ha. Đó thì con mẹ này chiều cao em đo là được 1m24-25. Đó. Đây cô chú anh chị, đít nó ấy không phải bị sà mâu ha. Đó, nói chung thì mẹ này đang giữ con hay ốm. Đó thì con đực này thì ghi được 5 tháng tuổi nè cô chú anh chị. Đó thì con đực này em đo là chiều cao 1m15. Đó nhưng mẹ ôm ôm đẻ được ra cũng mát sữa nè cô chú anh chị. Đó, cũng mát sữa nhìn cũng ngon ha, bóng bẫy ha. Đó thì bộ mẹ con này chủ nhà cũng bán giá là 29.500.000. Đó thì cô chú anh chị này thấy bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó, giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú anh chị. Nói chung là trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mà hết rồi. Đó, con mẹ ôm ôm nhưng mà mang cái bột sữa rồi, chú anh chị. Đó thì hiện tại thì ảnh là con mẹ này hiện tại đang lên giống luôn nha cô chú anh chị. Đó con đực nó thì được 5 tháng tuổi. Đó nói chung thì con mẹ nó gầy gầy nên nó chậm lên giống. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Muốn gặp anh chủ nhà thì trực tiếp thì điện cho em thì tin số chủ nhà của chú anh chị điện trực tiếp ha. Đây con thì xương sóc cũng khá to nè cô chú anh chị. Đó con thì cũng chân móng hoàn thiện ha, không bị ốp xe là xuống lún xuống ruột gì. Đó. Cái chung thì con mẹ này thì mẹ dòng
đó, bù vú nè, ốm ốm nhưng bù vú cũng hết thăng không, nó lực này cũng lực lạc ha, đít nè. Đó thì bộ mấy con này anh bán giá là 29.500, thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó. Chung thì mẹ này cũng hơi găng găng, có mớm bò nhưng không có. Đó, bò này thì anh ấy có chích người da nó cục rồi. Nó con mẹ này thì rút nó chừng phân à. Đó vú này cô chú chị. Nó ấm ấm nhưng mang mùi dưỡng bột sữa cũng hết thăng ha. Đó mẹ chân móng nè. Đó mẹ thì xế lưng nè. Nó xế mặt nè. Chung thì bộ mẹ con này thì của chú chị nào mua về mình dỗ dỗ mẹ mập ra. Đó dỗ mẹ mập mập thì mình bán con mẹ cũng được ha. Đó còn con đực nè. Đực thì cũng đít nở dài nở của chú chị, không lực lạc ha, sân lưng nè. Đó. Đó thì cô chú chị nào thấy bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó thì đó những bộ đã rồi như thế này thì bên em sẽ bao rồi cho cô chú chị mình trong vòng 3 tháng luôn ha. Nói chung thì mẹ ốm ốm thì bán, nói chung mẹ con thì bên em cũng vẫn bao cho cô chú chị mình. Nó mẹ này thì tuy ốm nhưng mà cũng nghiêm chỉnh nha cô chú chị. Nó đang giữ con đực này thì lứa thứ 5 đó. Nó thì như dòng xin này nó đẻ cái chục mười mấy lứa luôn đó cô chú anh chị, nó mớm vậy chứ đẻ sai đó. Đó ừ, nhiều khi nó đẻ có tôi đi mà lần tôi đi câu xuống ông kia ông có một con đẻ cũng mười mấy lứa đó. Con này cô chú anh chị con cũng lực lạc ha. Đó thì bộ mấy con này chủ nhà bán giá là 29.500, giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa ngay của chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, xin tin số chủ nhà cho cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Đó con nói chung thì nó cũng kiểu mẫu nè, cũng mát sữa nè, cũng đít nở dai nở. Đó. $29.500. Giá này thì nói chung thì thứ ghi hình em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đó. Mẹ thì nói chung thì nó hơi ốm nhưng mà mẹ thì nghiêm chỉnh, con bò này thì nghiêm chỉnh chú chị. Ừ. Liếm ăn rồi thấy không? Ăn uống bình thường ha. Nói chung thì chủ nhà nuôi thiếu thốn đó. Nên nó không có đủ sữa con nó uống nên nó găng găng cô chú chị. Đó thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào cũng mua bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó giá là 29.500 ha, giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này em cũng gửi đến cho cô chú chị mình xong. Nói bây giờ em xin kết thúc video ha, xin chào cô chú chị.